Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại thành phố Sa Đéc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 với chủ đề Sa Đéc phố và hoa. Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1. Trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra nhiều hoạt động như hội nghị tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, hội thi làm bánh dân gian, lễ hội bột, lễ hội hoa Sa Đéc. Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp được tổ chức với chuỗi hoạt động ấn tượng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về đời sống văn hóa nghệ thuật ẩm thực cũng như tiềm năng du lịch của Đồng Tháp. Tuần lễ văn hóa du lịch diễn ra đến hết ngày 27 tháng 1.